Chào mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ review một cái hộp kẹo ngậm không đường mà mình mua ở trong siêu thị nha mọi người. Thì cái này thì có một trong các cửa hàng siêu thị hay là các cửa hàng tiện lợi á, nó đều có bán á mọi người. Siêu thị nó cũng có bán rất là nhiều để kẹo ngậm không đường, thì dành cho những cái ai mà thích ngậm kẹo nhưng mà lại không muốn có nhiều đường á, lại có thể sợ bị tiểu đường hay này kia, thì mọi người sẽ mua cái kẹo ngậm này để cho ngậm vô tỉnh táo hoặc là cho thông cổ mát họng á, nhưng mà nó không có đường nha mọi người. Rồi bây giờ cái sản phẩm này thì hôm nay mình có mua, thì theo mình biết thì cái này nó giá hơi mắc, khoảng 30 mấy ngàn á mọi người. Thì các bạn có thể vào trong siêu thị các bạn mua ha. Thì mình không có quảng cáo cho cái nhãn hàng này đâu, nhưng mà do mình những ai mình chỉ review lại thôi, cho những ai muốn mua kẹo ngậm á thì mọi người có thể sử dụng thử ha. Thì đây là kẹo ngậm đường của Hans XS Hương Bạc Hà đó. Thì cái kiểu kẹo ngậm không đường này là của Hans nha. Rồi cái này theo mình biết là nó có bên Thái Lan. Đây mình cho cái chữ nhỏ quá để mình để gần cho mọi người thấy ha. Đây nó sản xuất ở Thái Lan nha mọi người. Nè thấy không, có xuất xứ từ Thái Lan ha. Mọi người có thể mua trong các cửa hàng siêu thị hoặc là trong các cửa hàng tiện lợi á, để về sử dụng thử. Thì về mặt cơ bản thì mình thấy bên ngoài thì họ bao bọc rất là kỹ nha, gói rất là kỹ luôn, hạn sử dụng cũng ghi rất là rõ luôn. Đây, cái này là hạn sử dụng hình như cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 nè. Các bạn thấy không? Nó thường gì là 24 tháng 4 2022 nè, nó hạn sử dụng á. Rồi cái kẹo này thì nó có khối lượng là khoảng 13,8 gram, và thành thương nhân chịu trách nhiệm cho chất lượng hàng hóa này là ở Việt Nam là công ty cổ phần Mondelez Indo Việt Nam ha. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra thử và mình trải nghiệm, mình ngậm thử coi nó như thế nào ha mọi người. Thì nó có kẹo phải kẹo ngậm không được hay không ha. Rồi mình sẽ bóc ra mình ngậm thử ha. Đó, ai đang xem video của mình á, mọi người subscribe kênh giúp mình ha. Cái này nó rất là mắc ha, bởi vì do cái này là hơi do nó mắc, bởi vì do là nó nhập khẩu từ nước ngoài về á. Rồi ai đang xem video của mình subscribe kênh giúp mình ha. Rồi mình sẽ làm những video tiếp theo để mình có động lực làm video tiếp theo mọi người. Giờ hãy bóc nha ha. Cái nãy là một cái bọc ni lông bên ngoài. Bây giờ mình sẽ vào bên trong mình bóc những cái coi mình thử viên kẹo nó nằm bên cái hộp này nó như thế nào. Đây, mở này ra. Đó, và các bạn sẽ soi thử bên trong rồi là gì. Giờ mình đang soi bên trong ha. Thì nó có những kẹo nè mọi người. Kẹo tròn ha mọi người. Đây. Sao lấy ra không được. Giờ cái này nó bị dướng cái chỗ này nè. Rồi. Đây, kẹo nó gì nè mọi người. Nó là những cái viên nhỏ nhỏ này nè. Bây giờ mình sẽ thử một viên vô trong miệng mình ngậm thử ha. Mình bỏ vào rồi lại. Bỏ vào. Nè. Cái này là những kẹo viên kẹo khô nha mọi người. Thì mọi người cẩn thận đừng có cho có nước, tránh nước nha, nó sẽ bị ẩm á. Nó sẽ không có ngậm vô, nó không ngon như lúc đầu nữa. Rồi mình sẽ cạo ngậm thử cái viên nha cho miệng ha. Cái này khi vào trong miệng thì nó có hơi có cái vị bạc hà. Mùi bạc hà rất là nồng, thơm. Nhưng mà hơi xíu đường à. Chắc cái này không phải là đường hóa học, mà cái này là cảm nhận của mình á, nó hơi xíu đường thôi, có nghĩa nó hơi phản phất đường để cho mình dễ ngậm thôi. Rồi thêm một cái là cái này chắc không phải là đường đâu, mà cái vị ngọt ngọt thôi chứ không phải là đường. Rồi nếu mà những ai mà ngậm kẹo bạc hà quen không sao, mà những người không quen ngậm kẹo bạc hà sẽ hơi bị cay cái mũi. Thêm một cái nữa là thêm một cảm nhận là nó hơi có xíu vị đắng chút xíu chứ không phải là vị ngọt. Rồi nó hơi chuyển sang vị đắng nha mọi người. Do cái lượng bạc hà nó hơi bị nhiều á nên là nó sẽ có xíu vị đắng. Đắng nhẹ nha, đắng nhẹ thôi chứ không phải là đắng dữ dội, đắng khó ngậm đâu. Tính ra là không có nhiều đường cho lắm.
Tức là cái bạn ngậm này các bạn để dành cho những cái mà lúc đi tiệc tùng hoặc là nói chuyện với bạn bè, để tránh cho cái hơi thở mình thơm mát á, thì nên nên mua cái loại này ngậm. Thêm một cái nữa là mình sẽ hạn chế không có dùng làm gì, không có ngậm kẹo bạc, kẹo cao su. Bởi vì kẹo cao su thì cái lượng gì, kẹo su cái lượng vi 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 nhựa, cái hạt vi nhựa trong cái kẹo su nó rất là nhiều. Khi mà các bạn nhai nhiều thì trong cơ thể sẽ dễ có hạt vi nhựa, thì trong càng nhiều càng các bạn càng nhai siêu gum nhiều á, nhất là cái quai hàm bạn sẽ bị lật. Thêm một cái nữa là hạt vi nhựa trong cơ thể mình quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, thì mình nghĩ là dùng kẹo cao ngậm như thế này hợp lý hơn đó. Thì mình thấy là thấy hơi thở mình thơm thơm tho rồi đó, nhưng mà bạn phải chịu khó là không đường nha. Tại nếu có đường thì nó nên có đường thì rất là ngọt, nhưng mà không đường lại hơi chút xíu đường và nó có một xíu vị đắng đó, thì các bạn phải mua về ngậm thử ha. Thì mình thấy cái này dành cho những ai mà ví dụ như ngậm mà không thích đường á thì mua. Cái này nó hơi giá, nó hơi chát chút xíu, nếu mình nhớ không nhầm 30 mấy ngàn á đó. Thì mình mới mua ở trong siêu thị đây, thì mình sẵn mình review cho mọi người luôn. Rồi đó, vậy là mình đã review sản phẩm này rồi, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ha. Thì chúc mọi người chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha mọi người. Mọi người nhớ subscribe kênh giúp mình ha mọi người, để mình động lực làm những video tiếp theo ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha mọi người. Bye bye.